bạn quậy như con trai, bạn nghịch lắm. Thì có lần á, là năm đó bạn 3 tuổi, mẹ nhớ là bạn chạy xe từ trong nhà chạy xe đạp, mà xe đạp mình 4 bánh luôn, không thể nào ngã được hết. Nhưng mà giữa cái cửa nhà với lại cái ngoài sân nó có một cái bậc, là bạn rồi. Phóng từ ngoài đây, bạn phóng ra ngoài luôn và ngã xe gãy tay bó bột. Trời ơi. Cái nhà sao chị, cái lúc mà có thai á, là có ngén cái gì không? Lúc mà có thai thì mẹ không có bị ngán, nhưng mà chỉ bị thay đổi thức ăn khẩu vị thôi. Là bạn ở trong bụng bạn order cái gì thì mẹ phải ăn món đó. Mà có những cái món mà mẹ chưa từng ăn bao giờ thì khi mà mang thai mới bắt đầu ăn. Thèm, ví dụ? Ví dụ như pizza nè, rồi bún bò nè, bánh ướt. Còn hồi xưa là chưa bao giờ ăn mấy món đó luôn, không có ăn. Rồi bây giờ mình xin lỗi hỏi, nó ra rồi nó có thích ăn pizza, ăn bánh ướt rồi. Là coi như pizza, bánh ướt, bún bò là bây giờ là món của bạn. Là lúc đó ăn nhiều lắm hả chị? Tự nhiên hồi đó giờ mẹ không có thích ăn mấy món đó. Tự nhiên cái cấn bầu cái tự nhiên thèm mấy món đó. Rồi xong không? Tới bây giờ sanh bé ra vẫn ăn mấy món đó luôn. Là cái khẩu vị nó bị thay đổi theo luôn. Thì lúc đó mẹ lên cân tới 22kg luôn. Tại vì bạn suốt ngày bạn order đồ ăn. Là tổng cộng bao nhiêu ký? 70kg. 70kg là bằng con luôn rồi đó. Ghê không? Trước khi có bé là có 48kg thôi. Nhưng mà xong rồi có bầu ăn quá rồi nên mập luôn. Nên 70kg luôn. Mà thèm ăn ngặt nghèo lắm, cứ 1-2 giờ khuya là thèm ăn, mà cứ 1-2 giờ khuya là thèm ăn khoai lang á, mà khoai lang luộc á. Giờ đó ai luộc cho ăn? Thì bởi vậy cái khi ông xã đi mua xong cái ông xã nói là ở ngoài không có bán khoai lang luộc nên mua khoai lang nướng, cuối cùng khoai lang nướng không có ăn khoai lang luộc. Khó ăn khó ở gì đó. Đó, khó ăn khó ở vậy thôi chứ không có bị hạnh gì hết á. Rồi sao lúc mà mang bầu bả được, cảm xúc của cha sao, ông bà sao, có mừng rỡ không chị? Tại vì mình là con đầu, ông xã cũng là con đầu nên lần đầu tiên có cháu có con á, cái nên nội ngoại ai cũng vui hết, ba cũng vui, ai cũng vui mừng hết á. Mà hai chồng thích trai gái? Ban đầu á thì ba thích con trai, tại vì ba mê đá banh thì ba thích con trai để đi theo ba chơi đá banh. Nhưng mà cuối cùng á, mẹ thì mẹ vẫn mê con gái, nhưng mà ông bà nội mà ngoại cũng thích con gái, chỉ mỗi mình ba thích con trai thôi. Rồi bây giờ ba thương con nhiều không? Dạ như mà có nào kể cái vụ mà con trai con gái ba thích con trai không? Có nào kể con nghe không? Không. Vậy lát về con nói ba nghe nha. Không nói ủa ba hồi xưa ba thích con trai mà bây giờ ba thương con nhớ không? Bắn vốn liền. Rồi đi xin chỉ làm sao chị? Mổ hay là sinh thường? Nói chung là tại vì sức khỏe mẹ không tốt nên bác sĩ cũng chỉ định là khuyên mẹ nên sinh mổ, tính trước được cái ngày sinh nên mẹ phải đi trước cái giờ ngày sinh để cho khỏi bị đau đẻ đó. Thì sáng hôm đó bà bầu tí ta tí tởn xách đồ đi tỉnh queo, đi sanh giống như là đi du lịch chỉ má cắm trại vậy đó. Đi vô sanh rồi xong mẹ thì mẹ sợ là bị lạc con đồ đó, nên tối đó mẹ có khâu cái vòng đồ đó cho ba, nói ba là khi nào lấy ra đến nhận con là đeo vô liền nha, để không lạc con em. Sáng hôm đó chỉ có hai người thôi, có mẹ với lại cô kia là sinh cùng giờ, là cách nhau trên lệch 5 phút thôi, là cả hai đều sinh mổ. Thì khi mà đưa hai bé ra là có hai bé gái đưa ra hai nơi, rồi người ta mới kêu người nhà vô nhận con. Mà cái con bé gái của cái chị kia giống mẹ y chang luôn, giống mình lắm. Giống mình y chang luôn, mà trắng tươi giống mình lắm. Xong cái kêu vô nhận con, cái xúm nhau ông bà nội ông bà ngoại, rồi xong rồi ba đồ nhào vô chạy qua cái bé của con của chị kia. Ôi trời ơi, con giống chút y chang dễ thương quá. Ủa cuối cùng bỏ con ruột mình lăn lóc ở ngoài. Trời ơi. Mà đẻ ra cô không giống ai hả chị? Không giống. Trời ơi, cái mặt nó sao không mặt kể nghe coi. Lúc sinh ra là con nít mà mặt bản nhăn nheo lắm, đâu có giống đâu. Mà tự nhiên bé kia sau mà nó tròn, nó giống mình lắm. Mà cái vòng sao, cái vòng lúc đeo không đi hả? Chưa, có nghĩa là đưa cho ba giữ cái đó. Tại vì mẹ sinh mẹ đâu có đeo, ba giữ cái đó là khi nào vô nhận con là ba đeo cái đực vô liền. Trời ơi, mà ông vô, ông đựng xong có đeo vô chưa của con đeo, chưa kịp đeo là bác sĩ đã xuất hiện. Bà y tá xuất hiện. Đúng thiệt luôn á. Ủa gia đình này của sản phụ nào, kêu là tên Thanh Trúc. Ủa Thanh Trúc bé này chứ không phải bé này. Trời cái xong đất cái ơi. Chị có lộn không chị? Bé này mới giống con nên vợ tôi. Cũng cùm lì luôn á, trời thiệt á. Ông xã kêu không đúng không á chị, tại vì con bé này nó mới giống mặt vợ tôi, còn bé này tôi thấy mặt không giống. Trời ơi. Mà rồi có cuối cùng xong con giống cái bà không tin ai? Cái xong cái có mẹ có cô bác sĩ á. Cô bác sĩ mà đi theo đỡ sanh cho mẹ thì cô bác sĩ đó mới ra, cô bác sĩ nói là tôi là người đỡ đẻ, là bé này là tôi đỡ đẻ nè cho Trúc nè, là bé này chứ không phải bé này. Rồi xong cả nhà mới thức tỉnh là bé này, xong bà mới vô mà đeo luôn. Bài tá mà không xuất hiện kịp là bi kịch xảy ra rồi. Nhưng mà cuối cùng là con giống ai? Bây giờ lớn nó giống ai nè? Không giống mẹ rồi phải không? Giống ba phải không? Cũng mắt giống ai nè? Mắt giống ba. Giống ba đúng không? Lại mắt khí. Rồi giống mắt ba rồi. Sao mà tính tình và khuôn mặt cái gì cũng giống ba, kể cả tính tình cũng giống ba luôn. Rồi con nghe thấy là lộn con gì con có buồn không? Hay mất cười? Thì bây giờ là
con đã được sinh ra bây giờ con lớn như vậy, con nghe tới cái chuyện đó con đâu có buồn đâu, con mắc cười. Mắc cười đúng không? Rồi sinh ra rồi cho bú sữa mẹ hay là sữa bình chị? Mẹ sinh mổ nên không có sữa nên con sao? Tới bây giờ luôn là con bú sữa bình, chưa có bú sữa mẹ được ngày nào hết. Trời nhưng mà có dễ, nó có dễ tiêu quá, nó có dễ nuôi có không? Nghĩa là đó, mẹ như ban đầu mẹ nói đó là khi trong bụng thì rất dễ, là bắt đầu ra rồi bắt đầu mới quậy nè. Có nghĩa là bạn rất là khó, bạn bị trào ngược dạ dày á, là cứ bú sữa vô chứ là ọc, bú sữa vô ọc nên rất là cực. Nên khi mà sanh bé ra là mẹ bị trầm cảm sau sinh á. Trời ơi, cái lúc tâm lý chị sao chị? Tại vì mình đứa con đầu mà nó tự nhiên cái nó cứ bú vô ọc vừa khóc hoài vừa này kia đủ thứ hết rồi mẹ. Thật ra cái ổn định đúng là thật ra cái trầm cảm sau sinh á là không phải là mình bị ảnh hưởng về sức khỏe của bé đâu, mà đó là nhìn nội tiết tố của mình. Dạ, đúng có rồi. Những bạn rất là được yêu thương con, rất là đàng hoàng tử tế, không vấn đề gì hết, nhưng nó vẫn bị trầm cảm. Đúng rồi. Cái thời gian đó là ai bên cạnh chị nhiều nhất? Và ông xã chăm sóc chị sao? Có nghĩa là khoảng thời gian đó là ông xã xin nghỉ, trong thời gian mà mình sinh một tuần là ông xã xin ông nghỉ một tuần. Ông làm gì mà nghỉ được, muốn nghỉ hả? Dạ làm nhà nước. À, dạ, là xin nghỉ một mà tuần xin đó được ở bên mà. Dạ ở bên mẹ, ở bên vợ suốt một tuần vợ con luôn mà ông xã chăm bé rất là kỹ. Và bao nhiêu ngày chị mới ra viện? Khoảng chừng 7 ngày. 7 ngày là mình xuất viện, là bắt đầu cái ngày hôm mà xuất viện mình khóc quá trời khóc. Sao luôn khóc? Tại bị trầm cảm khóc quá rồi. Không có lý do tự khóc hả? Tự nhiên khóc vậy đó, khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mình chuẩn bị về nhà mẹ để ở một tháng đó, để ở cử đó, tự nhiên cảm giác như xa chồng vậy đó, cái tự nhiên cái khóc quá trời khóc như trầm cảm hả? Xong đưa về ở với mẹ, ở được mới có 2 tuần rồi con ọc sữa rồi đủ thứ này kia hết rồi, không có chồng bên cạnh, cái cảm thấy thiếu hụt ba, không có ba khó chịu lắm. Cái khoảng 2 tuần là về ở lại với ba. Nên là con thấy nghe mẹ kể về vấn đề là sanh con rồi con bị ọc sữa rồi mẹ bị trầm cảm gì đó, quá là thích. Con có muốn mẹ sanh em bé nữa không? Thôi nghỉ đi cô. Nghỉ đi cô hả? Tại sao nghỉ con? Tại sao nghỉ mẹ? Tại vì á, con thì không có sợ bị ra rề, nhưng mà con thấy sinh em bé nó cực quá, mắt con á, cái mẹ sinh cái mẹ ngủ trong đó, cái mắt con mà ngủ ở nhà không được ngủ với mẹ nữa. À, mắt con vậy mà không sợ ra rề à? Mắt con ngủ chung đó với em để con mình, vậy mà không sợ ra rìa? Cái này biết nói sớm không hả mẹ? Bạn chỉ là biết đi sớm thôi, biết đi sớm lắm, mới khoảng 10 tháng mấy là đi rồi. Là hồi xưa là bỏ lật bỏ trường rồi hết, không có trường không có lật gì hết, là chỗ bắt đầu biết ngồi, biết ngồi, biết ngồi, biết ngồi trước, rồi xong rồi khoảng chừng 10 tháng mấy là bắt đầu biết đi. Vẫn vậy đi đó là để biết đi luôn. Là tới thôi nôi là chạy vòng trong nhà hàng rồi mà chưa nói gì hết, là không nói, bạn chậm nói, bạn khoảng 2 tuổi mấy mới nói luôn. Chưa cha nói biết nói rồi xong rồi nói kinh hồn đúng không? Đó mà có nghịch ngợm ở nhà, có phá phách đồng chị hoài nói vậy mẹ nói hồi bạn ra bạn quậy lắm, bạn quậy như con trai, bạn nghịch lắm. Thì có lần á, là năm đó bạn 3 tuổi mẹ nhớ, là bạn chạy xe từ trong nhà chạy xe đạp, mà xe đạp mình 4 bánh luôn, không thể nào ngã được hết. Nhưng mà giữa cái cửa nhà với lại cái ngoài sân nó có một cái bậc, là bạn phóng từ ngoài đây bạn phóng ra ngoài luôn và ngã xe gãy tay bó bột. Trời ơi. Bé đi thi xe đạp vượt địa hình đó mà chưa tập được gãy tay luôn hả? Xe 4 bánh đó. Bao nhiêu tuổi đi học nhà trẻ rồi? 2 tuổi là mẹ cho đi học rồi. Tại vì ở nhà nghịch quá, quậy quá nên mẹ chịu không nổi. Rồi đi học vậy bị bắn vốn không? chiều nào về cô cũng trời ơi bạn quậy quá. Mà người ta, con người ta đi học là khóc quá một tuần, một tháng thì bạn đi khóc 2 ngày thôi là không khóc nữa. Rồi đi học có đánh bạn rồi gì không? Không biết nữa con. Chỉ có điều là từ lúc mẫu giáo cho tới lớp 1 luôn là bạn có một cái nhóm hay lắm, vô lớp cái thời điểm nào cũng lập được một băng nhóm hết trơn. Có băng nhóm luôn hả? Nghĩa là dạng giống như ví dụ như là lúc học mẫu giáo đi thì trong lớp có 3 bạn, là 3 bạn đó là 3 bạn thông minh nhất lớp và 3 bạn nghịch nhất lớp luôn. Là đó là ví dụ như bài cái gì ra là bắt đầu quậy là 3 bạn quậy chung, rồi bị cô la là bị cô la chung. Nhưng mà là 3 bạn đó là 3 bạn chú đảng đó là con trai hay con gái? Dạ con gái hết luôn. 3 đứa con gái hết luôn. Dạ. Mà phái như con trai. Ủa chị, bây giờ dù cái tính cách của bé gì nó hơi năng động, nó hơi giống con trai một xíu, bây giờ mình lao không? Mà có tính cái đường gì trước không? Có lo không? Thì lúc đó là bạn rất là giống con trai nên mẹ mình mới ngại. Thì mình mới đi nghiên cứu để cho bé nữ tính, múa, cho nữ tính chút ha. Rồi này kia, rồi mặc đầm, mặc váy rồi cho nữ tính lại. Thì sau này cái năm 3 tuổi á, mẹ cho vô thử cái lớp múa. Thì vô thử các lớp, thì tới lớp múa bụng thì bạn chịu học. Không múa xong bây giờ điệu rồi đó, nhưng mà cái tính năng động vẫn năng động. Bây giờ không chịu mặc quần, là chỉ thích mặc váy thôi. Thích mặc váy thôi đúng không? Không nhặt quần. Đó. Thôi nhưng mà có nhiều khi á, có cái yếm giống vậy nè mà có quần, nó
Nó dễ thương một tí thì con chịu. Với lại nó có màu hồng nên là con thích là con chịu. Tâm thấy con tham gia rất là nhiều chương trình luôn rồi. Vậy cái ý định của mẹ là có muốn hướng bé đến nghệ thuật không? Thực sự luôn là ban đầu là tất cả ba và ông bà nội, ông bà ngoại không ai muốn mẹ cho bé theo nghệ thuật hết. Mẹ thì mẹ cũng không cố tình sắp xếp con theo nghệ thuật nữa. Và chỉ là vô tình gió đưa gió đẩy thì con đi vậy thôi à. Thường á là mình có con mình hay gửi thi thi sau nhí này sau nhí nọ vậy đó, mình hay gửi. Thì cái năm đó con 3 tuổi mẹ có tham gia một cái chương trình là Người Mẫu Nhí 2015 đó. Thì bắt đầu thi bạn mới vô top, rồi bạn thi năng khiếu rồi này kia, bạn mới đoạt giải làm thí sinh nhỏ tuổi nhất mà tài năng nhất gì đó. Dạ. Rồi bắt đầu từ lúc đó rồi mới xong rồi tới năm 3 tuổi rưỡi là có cái chương trình Bạn Có Thực Tài á. Là bắt đầu bạn tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài rồi bắt đầu từ đó dấn thân vô. 4 tuổi là bạn có thi cái chương trình gọi là Siêu Mẫu Nhí nữa. Là năm 4 tuổi bạn thi Siêu Mẫu Nhí là bạn được quán quân năm đó luôn. Nhưng thi cái chuyện thi đó như thế nào không? Cái tiết mục có như thế nào? Gì không? Con nhớ lúc đó là con thì chỉ là múa bụng thôi. Có dòng biểu diễn thời trang, dòng ứng xử, một dòng là bé tự chọn trang phục và tư vấn về cái bộ đồ trang phục của mình. Rồi một cái nữa là gì năng khiếu. Nhưng mà đến lúc vô như vậy là đi thi thố rồi đi diễn game show gì rồi có mình mẹ ba còn ông bà có ủng hộ không? Có ai đi theo giữ nó phụ nó cho mình không? Tại vì ban đầu thì không ai ủng hộ mẹ hết. Nhưng mà cho đến ngày thấy con giống như là lên họ xem tivi á, mọi người xem tivi thấy thích cười cứ xe về coi này kia thích thấy dễ thương nên cuối cùng ông bà nội ông bà ngoại thích nhưng mà ông bà nội bà ngoại cũng lớn tuổi rồi nên cũng không ai đi theo được hết nên mẹ phải bỏ công việc mẹ đi theo con.